Khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 11, xe container mang biển số 15C10963 đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng về trung tâm thành phố. Khi vừa qua khỏi ngã tư Thủ Đức gần 500m, thì bất ngờ tông vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe tải này bị đẩy về phía trước, tông liên tiếp vào một xe container và một xe tải khác. Cùng lúc, một xe bồn chạy phía sau do không xử lý kịp cũng đã tông vào chùm phương tiện gặp nạn. Vụ tai nạn khiến một phụ lái xe tải bị thiệt mạng tại chỗ do kẹt trong cabin bị tông nát. Một tài xế bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Vụ việc cũng khiến 5 xe bị hư hỏng nặng, nằm chiếm hết mặt đường, gây ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ trên xa lộ Hà Nội. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.